Người ta thường nói rằng, ở đây, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 là nhà ga hạnh phúc của những đứa trẻ có HIV trước khi các em lên chuyến tàu sang đến bến bờ hạnh phúc ở cõi Vĩnh Hằng. Sự thực thì không hẳn như vậy. Khi lọt lòng, các em đều giống nhau, có HIV trong người. Đây là bé Quỳnh Hoa và đây là bé Đăng An. 18 tháng tuổi, sau xét nghiệm kiểm tra ELISA, cả hai em đều là người khỏe mạnh, không còn virus HIV trong người. Các xét nghiệm đều được tiến hành ở các cơ sở y tế đầu ngành. Kết luận về tình trạng không nhiễm HIV của hai em chỉ được đưa ra khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của ngành y tế. Đây là hoàn cảnh xuất thân của bé trai Đăng An. Cha mẹ em, người đã không còn trên cõi đời này nữa, người cũng vì cùng cực mà bỏ em. Thân nhân của em, họ cũng đã biết em hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng em vẫn ở đây. Bé Quỳnh Hoa cũng vậy, trung tâm là người khai sinh cho em khi mới 3 ngày tuổi. Chân bé còn bị dị tật. Những tưởng cuộc đời của hai bé còn hơn cả bất hạnh, nhưng cuộc sống vốn là điều kỳ diệu. Bản chất của xét nghiệm HIV hiện nay là gián tiếp, tức là tìm kháng thể chống lại HIV trong người. Do cha mẹ các bé là người có HIV, nên từ khi còn là bào thai, cơ thể các em đã có cơ chế phòng vệ. Một phần nữa là do sự trợ giúp của các phác đồ điều trị, nên hai bé đã chiến thắng HIV. Theo y văn thì những trường hợp như hai bé không phải là quá hiếm. Chỉ ngay ở trung tâm này cũng đã có nhiều bé như vậy. Bé Vân, bé Văn và bé Dũng cũng đã có một cuộc sống như bao trẻ em khác. Sau khi xét nghiệm âm tính thì chúng tôi sẽ phải chuyển đi. Và chuyển đi thì cho con nuôi hoặc là về các cái trung tâm nuôi dưỡng của cô ấy, thì đều 6 tháng sau người ta phản hồi lại là sức khỏe, tình trạng của cháu rất là tốt, phát triển rất là bình thường, được học tập và coi như là theo dõi ở các cái trung tâm đó rất là tốt. Theo quy định thì các bé may mắn chiến thắng HIV sẽ được chuyển đi, nhưng khi còn ở đây các mẹ cũng có đề phòng lây nhiễm chéo. Thứ nhất là vì khi trẻ chơi thì là có sự giám sát của mẹ. Thứ hai là về vấn đề mà khi có dịch nó bùng vãi ra phòng chơi thì là cũng phải kịp thời xử lý ngay cái dịch. Cái thứ ba là khi mà trong quá trình vệ sinh thân thể cho trẻ thì mà những cái trẻ bị ngứa ngáy đấy thì ta cũng có cái dụng cụ vệ sinh riêng. Không phải bé sơ sinh có xét nghiệm HIV dương tính nào cũng may mắn như thế. Trong hàng trăm em, trung tâm từng nuôi dưỡng cũng chỉ có chục em như bé Hoa, bé An. Trước đây, ở trung tâm này, nhiều bé chỉ lưu lại trần thế trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng kể từ 2006, các mẹ đã không còn phải đưa tiễn chiếc lá non nào. Sự quan tâm, chăm sóc của các mẹ ở đây cùng với những tiến bộ về y học đã cho các em tuổi thơ. Tất cả các em trong lớp học này đều giống nhau, mang HIV từ lọt lòng, giờ các em đã lớn. Không có một ẩn ý nào trong khuôn hình này. Đơn giản chỉ là có thể đường đời mà bé Hoa, bé An sẽ đi dài hơn các bạn. Ai cũng có quyền hy vọng. Chuyện của bé Hoa, bé An là một mảng màu tươi sáng trong cuộc sống của người có HIV. Không phải ngẫu nhiên mà những sinh linh đáng yêu này được chào đời. Dù ngắn, dù dài, nhưng thời gian lưu lại nơi dương thế, chắc chắn các em đều có quyền sống một cuộc sống tươi đẹp trong vòng tay nhân ái. Chị nghe, cái con cười à?